Cảm ơn anh chị nha. Dạ, để đi em qua đi. Sổ khám bệnh ông nội với mua thuốc. À, ở như tôi đi bà không có nhớ tôi luôn á nha. Mày theo trai nhớ mày chi. Là bà không có còn nghĩ ngợi với tôi, giống như là tôi đi đâu hay là tôi chết gì kệ tôi, không có quan tâm. Kệ nó đi. Trời ơi. Vậy là bà hết thương tôi luôn rồi đúng không? Dạ tôi bà cắt đứt luôn đúng không? Đưa sổ để tôi bà ký. Cắt máu ăn thời từ đây với bà, tôi với bà đứt đuôi. Anh vô rồi. Ai vô rồi anh ơi. Ai? Xui ghê. Đỡ vô. Ai? Rồi chụp hình cho em. Trời ơi. Dễ thương quá vậy. Sao ốm quá vậy? Không biết nữa. Không có nhịn đói nha không vậy? Bữa nay sụm nụ. Chết. Ăn kiêng hay gì vậy? Đợi anh nãy giờ luôn á. Đợi chị nãy giờ cũng thiệt. Ờ đợi anh. Kêu cái muốn gớt cục BD luôn đợi anh. Sao ốm quá vậy, ăn kiêng quá không? Ăn kiêng. Trời ơi là trời. Ủa chụp nào? Chụp không? Chụp không? Anh chụp giùm em đi anh. Cười lên nha. Hai ba cười lên nè. Cười đi cười. Cười lên. Cười rồi. Rồi. Thiệt luôn á. Cười chưa? Cười rồi. Ủa sao tấm này anh không cười? À, kỳ quá. Chụp lại đi. Một đen một trắng. Rồi hai anh em mình cười là hai ba chú mỏ nè. Ôi trời gì kỳ quá. Anh bấm tắt màn hình luôn. Bị rung á, idol. Trời ơi. Rung quá vợ. Rung tay quá, ốm quá. Sao rung quá vợ, chết rồi. Này phải bồi bổ lại rồi. Bồi bổ đi, ăn cái viên chiên nhiều lên cho mập. Gì mà ốm quá trời ốm luôn rồi. Cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Chú có xúc bình xăng kêu em. Ai vậy ảnh hả? Hello. Kêu taxi hả? Anh ở đâu lượng? Cà Mau. Nãy mới tặng tiền chở về địa phương. Là bây giờ anh ở đâu? Anh chạy về bên của ông cha ở quận 5. Quận 5, lên lên nha. Lên em cổng cho về. Em nói thiệt mà. Chú Phương chảnh về được mà. Bây giờ anh đi gì? Taxi. Taxi giờ không có taxi thì tôi cổng anh về quận 5. Về tới nhà tôi mới lấy tiền, tôi đâu có lấy tiền liền. Phương chở anh về thiệt. Thôi vậy giờ anh cổng nó về quận 10 đi, tôi trả tiền là. Cổng ra tới đó chết rồi. Trời ơi, tôi có nhiều ký, có tám mấy ký mà chết gì tôi cổng anh không chịu. Giờ sao? Giờ đợi xe đúng không? Nói chứ vô đây ngồi đi, đợi xe lại đi. Cảm ơn anh nha. Rồi hello tất cả mọi người nha, hello những anh chị em, bạn bè mình đang có mặt ở các kênh YouTube, kênh của anh Đêm Trăng Sáng nè, kênh của anh Loto LGBT, Toàn Vlog, Thu Vương Cá Viên Chiên, rồi Sức Sống Mới nè. Hôm nay được 5 kênh quay thì mong là mọi người, những anh chị, bạn bè mình yêu thương Vedette Vũ Đô Phương, yêu thương những người mà đang có mặt ở quán Lan Quế Phường, phố Hồng Kông thì mong là mọi người yêu thương, mọi người hãy đến quán, ghé địa chỉ là 258A, Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10 để mình ăn cái viên chiên, mình ủng hộ nha mọi người nha. Cá sống là nhờ nước, còn và Đét Vũ Đô Phương sống là nhờ tình yêu thương mọi người. Đó thì giờ hoạt động là từ 4 giờ chiều cho tới 11 giờ tối nha. Đó còn khách là tụi em còn ngồi thì mọi người thấy đi. Đó dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai, gió đông bắc giật cấp 5, cấp 8 độ C, lâu lâu có biển động nhẹ. Rồi hôm nay là sảnh của xí xà mát. Cái này gì vậy? Trời ơi ơi. Đây. Đó mọi người, hoài cái viên chiên gọi là lộn xộn ở đây thì bên em có app Shopee Food nha mọi người nha. Mọi người hãy gõ chữ Shopee Food tải về giùm em. Mọi người đừng có bấm là Thu Phương cái viên chiên, mọi người đừng bấm là lỗ mũi bự đồ này này kia là không có ra nha. Mọi người cứ gõ là Vũ Thu Phương cái viên chiên là nó sẽ ra app Shopee Food nè. Kêu 100 lộn xộn hay là 70 hay 50 bao nhiêu cũng có hết. Đó song song vào đó thì mọi người có thể kêu lộn xộn, ăn lộn xộn thì mọi người sẽ được coi BD lộn mè. Anh ơi, đây nè. Khách kìa. Không phải. Chu trong đó đâu mấy ông nội. Trời ơi, không phải bây giờ bán rẻ là cho người ta, còn ngày mai mình mua lỡ. Mua đâu một tháng mới có mà. À, sổ khám bệnh là một tháng mới có một lần hả? Còn ba này bỏ đồng hồ vô để coi giờ để nhỏ nhỏ mắt đó ông nội. Bà có một mắt rồi sao bà thấy giờ? Đúng rồi. Nè, coi đồng hồ bà còn mắt này. Vô luôn đi. Ê, cái vỏ đó tiền á. Đúng quá. À, trời ơi. Giờ là mày lì quá vậy. Trời ơi, hôi quá, bà bóc cho bà mẹ hôi quá vậy giờ. Mày nhét đâu mặc quần clip đâu. Trời ơi. Mày nhét hai cái dột dạch bắp thảo trong hay gì thúi quá vậy? Không có thúi. Nó lên men luôn kìa. Hai muối á. Trời ơi.
cái mùi giống hồ dịch mua ở khu mực kìa. Này tháo cái đồng hồ ra, ba này đẩy cái kia để đủ má. Tháo đồng hồ ra, ăn lồi mắt luôn á. Khu mực thơm á mẹ, mẹ mua cho con khu mực ăn đi. Tao con còn nè, kêu nó lấy kéo cắt ra nữa. Trời ơi là trời. Đây. Bà quậy hoài á trời nha, kêu con khu nhật, kêu con khu mực đi mẹ, ba con khu mực đi, con chả có vỏ cho mẹ. Mày kỳ quá nha. Ý là xưa vậy. Tao lội mắt sao con ăn. Mẹ mua cho con ăn con khu mực có 500 ngàn. Rồi cá viên chiên đang ế ăn đỡ đi. Không phải con mua con khu mực có 500 ngàn thôi. Cá viên chiên ế ăn đỡ. Trời ơi, bây giờ mẹ mẹ không thương con đúng không? Không, không thương. Đâu phải cao đẻ đâu má mày ngồi kìa. Trời ơi. Đó, má mày đó. Rồi bây giờ tôi lấy cái vỏ này tôi đi theo trai luôn nha. Ê ê, vỏ tao cấm bệnh nha, mày vô duyên quá nha. Rồi bây giờ tôi cho bà chuột lại 200 ngàn bà chuột không? Trời ơi, đâu ra vậy? Chứ bà mua thường thường bà mua bảo hiểm là nhiêu, 850. Bây giờ bà chuột lại này 200 đi bà còn lỗ. Trời ơi, giống xăm mình quá. Nè, xăm hình nè. Mày xăm, tao không có xăm. Thì ai là người xăm hình cho bà? Không. Chứ bà thấy tôi cũng giang hồ quá. Má, nghĩ sao đít nó bự quá, sao ai cũng mời nó quá à. Ê, chắc nó biết liếm gì à, ai đâu. Trời ơi, ơi. Gì vậy trời mưa hả em? Tao đi lát đủ má, cái cây đó vô kèm con á. Đủ má. Mấy này làm chuyện chú ý không mà. Là sao? Là cái gì? Đủ má nó quay ngờ con mắt nó vô kèm con rồi đó. Cấp tới cả hát vậy nè. Hát bùi nào qua kiếp ưng em. Ê, hai đứa mình nhảy không? Vô. Ôi cha cha, ma ly lấy chồng cha già. Cha cha cha. Đi về đây, không lấy được ông già. À, anh à, má này đẹp trai ghê á, Phương lấy nó đi. Ủa đẹp trai quá vậy, giờ con lấy bả nha mẹ, con lấy ổng nha mẹ. Ờ lấy đi. Con hôn bả nghe. Mày giờ coi ổng còn cứng không? Ổng còn cứng không hả? Cắm cây cờ á. Trời ơi mẹ ơi. Mấy muối? Bốn muối. Bụng má đàn ông có hai muối à. Mày xạo quá đâu da thầy mày. Sao con tưởng là mẹ hỏi muối bụng? Muối bụng gì? Muối bụng á là da bụng rồi. Trời ơi, sáu muối. Sáu muối. Ê, rồi nhỏ bán nước sâm quái mày kìa. Rồi giờ ra nước sâm nè, ra nước sâm bán cho người ta sâm đây nè. Bán tội nghiệp bả. Hỏi bả bán nhiêu chai? Nước sâm bán nhiêu chai? Sao ốm quá vậy, sao không có vú? Trời ơi. Giờ hỏi tao hoài, hỏi gì kỳ vậy trời. Bây giờ nước sâm nhiêu chai? Nước sâm nhiêu chai? Bây giờ lấy 10 chai, 1 chai 1 ngàn được không? Lấy 10 chai, 1 chai 1 ngàn được không? Lấy cây quýnh nó đây. Nước sâm cà bán 10 ngàn, nó nói chai ngàn. Để chứ lấy em nãy mua chai, không lấy 4 chai nữa đi. Mấy nhiêu túp của ai uống không? Anh uống không? Trời ơi, dẹp đi ông nội. Rồi lấy 4 chai nữa đi, 50. Nãy em chai đưa tiền chưa? Dẹp đi để người bốc ăn thấy mẹ nó tối đường. Mẹ ơi mẹ, đưa con mấy, lấy 5 chai đi chị, đưa con 50 với mẹ. Rồi ủng hộ chị gái mùa mưa nha. Đó mùa mưa ai cũng bán ới, mọi người thấy không? Chị nước sâm cũng sụm nụ luôn nè. Còn quá trời luôn má, rồi. Má, cá viên chiên nó đang ế, nó đéo quảng cáo nước sâm. Bó tay mày luôn á. Nè nước sâm nè mẹ ơi. Đưa 50 cho con đi, đưa dạ dạ cho con đi.